Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Harry Oracle Room. Mình là Madame T, chuyên xem về chủ đề công ở nhầm chủ đề tình yêu trong bay của mình. Công việc thì là Mr. Harry ạ. Hôm nay thì Madame T sẽ quay trở lại với các bạn trong một cái clip về tình yêu hoàn toàn mới. Cái này thì hôm nay nhân dịp không có Mr. Harry quay giùm nên mình sẽ bỏ qua các công đoạn những câu nói thừa thải nha. Chủ đề ngày hôm nay của mình đó là gì ta? Đó là câu chuyện tình yêu của các bạn FA trong tháng 8 sẽ như thế nào. Nó ngắn gọn, đó là bạn sẽ gặp ai, bạn sẽ có những cái điều gì mới mẻ trong câu chuyện tình yêu của mình dành riêng cho các bạn FA trong tháng 8. Tại vì mình cũng là FA nên mình thích làm những chủ đề về FA lắm mấy bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ hơi lạ một chút xíu, mình sẽ không chọn tụ bài nữa mà mình hay chọn đồ vật. Hôm nay mình sẽ có 3 món đồ. Cái đầu tiên là một cái tuyếp đắp mặt nạ của Innisfree màu hồng. Cái thứ hai đó là một cây son màu cam của 3CE. Cái thứ ba đó là một cái tuyếp kem dưỡng da tay. Mình cũng chẳng biết đó là của cái gì nữa, mình cứ xài thôi. Đó, có ba cái món đồ trên bàn thì các bạn có thể chọn một trong ba để nghe thông điệp của mình nha. Và tất cả những cái clip về tình yêu mà Madame T làm á, có thể dành cho các bạn nam, các bạn nữ hoặc các bạn thuộc giới tính thứ ba LGBT. Nên các bạn cứ yên tâm mà xem nhé. Thông điệp có thể đúng với người này hoặc không đúng với người kia, nhưng mà không sao cả, các bạn có thể chọn lọc những thông tin mà mình đúng với mình để mình có thể nghe một cách tốt nhất, chứ không phải là, tại vì đây là trả bài chung, không phải là trả bài riêng cho từng bạn, nên các bạn cũng yên tâm về phần này nha. Ok, mình sẽ tới với tụ đầu tiên là tụ bài màu hồng có tiếp kem đắp mặt nạ màu hồng nha. Để xem những bạn FA trong tháng 8 là các bạn sẽ có thu hoạch gì nào. Will Fortune, chính gậy Ben, Reception, You Deserve Love, Chemistry, You Are Ready, If You Believe và Ask the Angel. Ôi xin chúc mừng các bạn ở tụ số 1. Bởi vì mình thấy đâu đó nhen nhóm một ngọn lửa tình, một cơ hội về tình yêu đang tới với các bạn trong những ngày tháng 8 đây các bạn ở tụ số 1 ơi. Những bạn nào mà đang FA ở tụ số 1 thì hãy ăn mừng đi, bởi vì mình thấy là trong tháng 8 này bạn sẽ có một sự thay đổi trong tình cảm. Tự nhiên sẽ có một nhân vật nào đó xuất hiện mang tới cho bạn một cơ hội về tình cảm. Rồi có lá ách Ben nè, rất là rõ luôn. Và khi mà cái người này tới giống như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, mặc dù là bạn thích lắm rồi nhưng mà có thể là bạn không dám thể hiện hoặc là không dám nói ra cho người ta biết, là hoặc là không dám bật đèn xanh cho người ta biết là bạn thích người ta. Thì mình thấy là nhưng mà bạn yên tâm đi, bạn hoàn toàn xứng đáng được nhận được những yêu thương và nhận được những tình yêu tốt đẹp trong cuộc sống này, nên là bạn hãy mở lòng và chấp nhận hết tất cả những gì mà người ta mang tới cho mình nha mấy bạn. Và khi mà đâu đó những bạn FA ở tụ số 1 á, có thể nha, có thể là bạn sẽ gặp một đối tượng nào đó và bạn và đối tượng này sẽ nảy sinh những cái thu hút về giới mặt giới tính với nhau, giống như là nam với nữ hoặc là nữ với nữ hoặc là nam với nữ hoặc là nam với nam gì đó, tự nhiên các bị thu hút và dễ có những chuyện đụng chạm, va chạm, tấp vào nhau, tự nhiên có một cái gì đó tia lửa điện xẹt qua. Tự nhiên thật là có một người nào đó xuất hiện, bạn không nghĩ là bạn sẽ thích người ta, nhưng mà tự nhiên đụng qua xẹt một cái lại có cảm giác giống vậy á. Và khi mà các bạn ở tụ số 1 á, các bạn hãy chải răng sạch sẽ, tắm rửa thơm tho và sẵn sàng hết mức có thể để mà tận hưởng cái phút giây vui vẻ và những cái cơ hội tình cảm tới sắp tới với mình nha. Tại vì mình thấy là có thể là bạn sẽ không dám tin là sẽ có một người nào đó tới với mình, nhưng mà vũ trụ đang đưa tới cho bạn rất gần rồi. Và cũng như những clip trước mình đã từng nói đó, các bạn hãy order những gì mà mình cần thiết nhất để vũ trụ hiểu rõ nhất là bạn cần gì, muốn gì mới có thể mang tới cho mình một chàng trai hoặc một cô gái mà mình thật sự như ý nguyện mong muốn nha. Hãy cầu nguyện và gửi lời thì thầm
tới vũ trụ để vũ trụ nghe và gửi tới cho các bạn. Chúc mừng các bạn ở tổ số 1, mới mở tổ 1 mà khóa là viên mãn rồi. Chúc các bạn sẽ mong chóng sớm thấy được cái người này nha. Mình sẽ tới với tụ bài số 2 đây. Đó là một cây son 3CE. Các bạn có The Devil, 9 tiền, Bayshore, Excel, for you to love. Tụ này chắc mình phải hát dành tặng các bạn một bài hát, đó là cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình. Các bạn ở tụ số 1, số 2 ơi, không biết là các bạn vừa mới trải qua những chuyện gì trong quá khứ, không biết là các bạn vừa mới gặp những cái vấn đề buồn khổ như thế nào, nhưng mà mình thấy là các bạn ở tụ số 2 có vẻ như là các bạn chưa buông được cái quá khứ của mình xuống. Các bạn vẫn còn nặng nợ và nặng lòng với cái quá khứ của mình lắm. Cho nên là các bạn giống như có một cái sợi dây vô hình đó, không có bước ra khỏi cái sự kìm hãm bản thân mình lại, mà tự mình trói cái sợi dây đó với cái sự cô đơn, với cái sự buồn bã đó. Cho nên là trong tháng 8 này mình thấy những bạn FA mà chọn tụ 2 thì các bạn vẫn sẽ còn cô đơn. Các bạn mặc dù hiện tại nha, mình thấy là các bạn cái quá khứ này của các bạn có thể là trải qua cũng khá lâu rồi đó, nhưng mà không biết vì sao mà các bạn chưa có chấp nhận mở lòng để mà cho ai đó bước vào. Các bạn vẫn còn đang trong quá trình gọi là sao ta, vẫn còn đang trong quá trình nuôi dưỡng bản thân nè, và vẫn còn đang trong quá trình là mình trong quá trình gọi là mình chữa lành cho bản thân của mình á. Mặc dù là chữa lành không suốt khoảng thời gian vừa qua thì cũng đã đủ rồi, cái gì thì cũng là chuyện quá khứ và cũng đã khép lại rồi. Cho nên các bạn hãy để quá khứ ngủ yên và hãy cho người khác bước vào cuộc sống của mình. Đây là giai đoạn tốt nhất, đây là cái giai đoạn vui vẻ và hoàn hảo nhất để các bạn có thể lấy lại lòng tin và có được một người yêu thật sự. Chỉ cần các bạn mở lòng thôi, tại vì không phải là bài của mình nói, không phải là bạn không có, mà là bạn có những người khác để ý và bạn có những cái người mà muốn quan tâm tới mình và muốn bước vào cuộc sống của mình, tuy nhiên bạn không cho họ bước vào tại vì bạn chưa tin. Hãy mở lòng ra, hãy tin tưởng người khác nhiều hơn và hãy cho bản thân mình cơ hội nhiều hơn. Bạn xứng đáng được yêu thương mà, và đây là giai đoạn an toàn để bạn có thể bước vào tình yêu một cách tốt nhất, và những gì bạn chờ đợi sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Cho nên là đừng cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình nữa, mà hãy mở lòng ra và yêu đi nha mấy bạn. Thời gian qua dùng để chữa lành là tốt nhất rồi, mình yêu bản thân mình nhất là ok, nhưng cũng nên có thời gian để mà yêu thương người khác và người khác được yêu thương mình nữa. Tại vì con người sống trên đời không ai mà không có yêu thương cả. Nên các bạn hãy cố gắng thoải mái để mở lòng và tháo bỏ xiềng xích của mình. Như là đây là con quỷ cầm tù, giống như là quá khứ của các bạn đang cầm tù các bạn lại vậy đó. Thực chất ra là các bạn có thể bỏ được sợi dây xiềng xích này, chỉ là do bản thân các bạn có muốn hay không thôi. Ha, cho nên là các bạn tụi hai cố gắng lên, fighting, các bạn sẽ làm được thôi, và các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với tình yêu trong cuộc sống này. Đó là thông điệp dành cho các bạn ở tụ số 2. Thông điệp, và mình sẽ tới với các bạn ở tụ số 3 nha, để xem coi tháng 8 này các bạn FA ở tụ số 3 có gặp được bạch mã hoàng tử hoặc là nàng công chúa nào không nha. Tụ số 3 là tụ tiếp kem dưỡng da tay. Ồ chào, các bạn có The Sun, 6 tiền, The Handmaid Man, Love Yourself First. Cái tụ số 3 này thì nó cũng mang một cái năng lượng là na ná với tụ số 2, tuy nhiên chỉ là na ná thôi, nhưng nó sẽ có một cái điểm khác như thế này. Các bạn ở tụ số 3 thì các bạn giống như là ok, các bạn không có vướng bận bất kỳ một cái quá khứ nào cả. Các bạn đã học rất tốt cái việc là tự yêu bản thân mình là nhất,
bản thân mình là bạn là cái người được xứng đáng được yêu thương nhất. Bạn học rất tốt cái việc này, cho nên là bạn luôn luôn đặt bản thân mình lên đầu tiên và không để người khác làm tổn thương bản thân mình. Tuy nhiên thì trong cái tháng 8 này, các bạn FA ở tụ số 3 sẽ có cơ hội về yêu thương, có nghĩa là có những cơ hội xung quanh mang tới cho mình để có người yêu. Tuy nhiên các bạn lại nhìn theo một góc độ khác, mình cảm thấy các bạn không cần người yêu vậy á. Các bạn không cần luôn, người ta là có không thích thấy gì đó, còn các bạn là dường như là không quan tâm lắm tới chuyện yêu đương. Các bạn đang quan tâm tới việc kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp. Và trong quan niệm của các bạn á, không còn yêu, cưới được thì cưới mẹ luôn cho rồi, khỏi yêu đỡ mất công tốn thời gian. Các bạn, và có thể là trong tháng 8 là các bạn FA ở tụ số 3 thì sẽ đôi khi sẽ có cơ hội tham dự tiệc cưới của bạn bè. Cẩn thận tốn tiền nha mấy bạn, sẽ được mời đám cưới đó. Các bạn kiếp về bản thân các bạn không có rõ ràng lắm trong vấn đề có người yêu và xác định có người yêu á, cho nên là mình thấy có người tới hay không có người tới cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn có chịu hay không thôi. Bạn đâu có chịu đâu, bạn đâu có muốn yêu đâu. Bạn chỉ muốn bông đùa lả lơi với cuộc đời thôi. Và đâu đó những cái người mà sẽ tới với các bạn trong tháng 8 này á là những người các bạn không thích, cho nên các bạn cũng không cần mở lòng luôn. Vẫn cứ bông đùa lả lơi với cuộc đời vậy đó. Và tôi thà tôi yêu tôi nhất, tôi thà tôi dành thời gian để tôi kiếm tiền, tôi xây dựng sự nghiệp còn hơn là tôi đi kiếm người yêu. Đối với các bạn ở tụ số 3, bạn tôn chỉ theo cái quan niệm là thất tình không chết mà thất nghiệp mới chết. Cho nên là các bạn không cần tình yêu luôn. Mà đối với các bạn thì cưới, tới tuổi thì cưới, không cần yêu. Được người nào thì họ xác định để cưới luôn, không cần mất thời gian để mà yêu đương nhăng nhít gì hết trơn á. Cho nên là các bạn ở tụ số 3 thì có thể là do các bạn yêu bản thân mình quá rồi, nên là các bạn không cần quan tâm tới những vấn đề xung quanh nữa. Ok, những bạn ở tụ số 3 thì như vậy cũng được. Tuy nhiên thì mình cũng theo quan điểm của mình thì mình nghĩ là cũng cần một cái bước yêu đương và tìm hiểu thử trước khi tiến tới hôn nhân xem có hợp hay không mấy bạn. Thì có câu nói cũ thôi, đó là trai cũng như cái cây, lựa hoài thì lên tay. Thì các bạn cũng phải lựa mới biết được cái nào mà xứng đáng, phù hợp với mình mới có thể tiến tới hôn nhân được, chứ không phải nhắm mắt làm lơ hoặc là nhắm mắt làm liều được nha mấy bạn. Đó là thông điệp dành cho các bạn ở tụ số 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Các bạn hãy nhớ like, share, comment và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên góc phải màn hình để mà theo dõi kênh của mình và nhận được những thông điệp mới nhất khi tụi mình up clip lên nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.